này trồng rất là nhiều loại nông sản như là bắp nè, bí nè, bí để cho lễ hội Halloween đó mọi người. Rồi táo nè, dâu nè, lần trước mình đi hái dâu ở đây nè, xong rồi có lê, có đào nữa. Nhưng mà bữa nay bọn mình sẽ đi hái táo gala và táo Fuji. Bây giờ xin mời mọi người cùng đi với bọn mình nhé. Bãi đậu xe hôm nay đông quá mọi người ơi. Bữa trước mình đi hái dâu ở đây nè, nhưng mà ít thôi, ít người lắm. Bữa nay sao đông dữ ta? Đâu lại sẽ đông gấp đe. Đông, busy, too busy. People wanna come here. Yeah. Why are you so bad? Oh, they fit all the good ones. How you get up too late? Who? You. No, not me. You didn't even get up till after 9. You, that's you. Santa. Yeah. Chidola farm. Wow. A bunch. Mình phải xếp hàng. Tại vì quá đông, quá nguy hiểm. Đầu tiên mình sẽ vào cái chỗ này để mình mua cái giỏ để đựng táo mọi người. Ví dụ như mình mua cái giỏ nhỏ 12 đô thì mình sẽ hái nhiêu đó táo bỏ vào giỏ rồi đi về. Còn 20 đô là cái giỏ lớn hơn. Mình sẽ mua cái giỏ nhỏ thôi. Có hai vợ chồng mà. Bây giờ mình sẽ đi bộ nha. Đi bộ qua cái vườn táo. Mình không còn đi cái xe máy cày này đâu. Hôm trước mình đi hái dâu mình đi xe máy cày này nè. Nhưng mà đi bộ gần mà, mình cứ đi bộ đi để ngắm cảnh. Ups. Rồi coi con dê coi. Hai. It's so look like diamond. Oh. Just like that. There's nothing like that. Ôi. Ôi chà 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 chà. Ôi chà chà ôi chà chà. Okay, Abby. You have a quarter. You can feed them with a quarter. Oh, really? Come on. You want? I don't have a quarter. Okay. I don't have caught up to. Ay cha cha ay cha cha. Mẹ. 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 A bird. Con chim gì đây ta? Peacocks. Con công hả? They're good when you slow roast. Let her them. Have one. Oh, come. Okay. We're gonna make a lot of money on pulling people around. Yeah. Ghê không? Hình nộm. Mình hái thử mình trái mình ăn nha. Ôi bên đây nó hư luôn rồi nè. Ăn trái này không? Sao khó hái vậy? Ngọt cực kỳ luôn. Ngọt lắm. It's sweet.
You were more excited about stealing the neighbor's apples than you are about these ones. I think you just like crime. You like to steal. Rất là ngọt. Mà ăn cảm giác nó tươi nữa. Cái loại táo ra làm kia nó đỏ hơn rồi. Táo Fuji nó không có đỏ lắm ha. You want to try gala? Why don't you pick some apples? I want to try, but it's good. Okay. I can go this way, Anna. You are. Táo. Can I? Táo gala la nè. Ôi chú. Trái nó hơi nhỏ nhỏ ha. I think this is the one I steal from neighbor. Try it. Mình hái trái mình ăn thử nha. Ôi sao mà khó vậy. Coi trái này coi. It's from the shop though. It's the one I stay from neighbor. Cái loại táo gala này nó nhỏ hơn nhưng mà nó mềm hơn, nó tơi xốp hơn, cái vị ngọt của nó cũng không có ngọt gắt lắm, cái màu cũng đỏ hơn nè. Mình sẽ hái cái loại này nhiều hơn, còn cái loại Fuji kia hái ít lại. Ok, I'll pick this one. Thank you. Okay, I'll pick. Nhiều. Không biết hái trái nào luôn á. Áo quá. Cứ hái đại đi. Trái nào cũng ăn được hết. Wow.
này không? Okay. This row and that row. Oh, sir. Wow. Hey, Chucha. Oh, Chucha. Đã không? Cái này đi. Cho này đi. Ốc. Ok. Ô chú cha. Ê chú cha, thích quá đi. Ôi chú cha. Eat more. You want to try? Try what? Apple. Một mớ. Một mớ. Yeah. You want me to reach up and get the high one? No, it is. The best one. Nobody can reach them. Too much. A good jumper, but not a good swimmer.
I think down there's more red. Hmm? A bit already. Which way? You want to check the end? Mm, I think. Okay, come back. Nice to meet you. It's like Asian people. Oh, Korean. You don't say hello to Korean? No. Thích không mọi người? Thích ha? Thích không? Thích không? Đó. Để mình làm một cái thumbnail ở đây nào. You, my girl. Deb. Which way do I want? This way? Thank you. We take a photo together. You have to the other one. You're all. Okay. Okay. Yeah. Came in like this. Yeah. Ava, look at Daddy. Yeah, honey. This way. I stay here. You stay here. There's lots of apple here. There's lots of apples here. Okay, well, let me get down. Thank you. Ooh, wow, 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 wow. Ooh, wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow. Đó, quay từ hướng quay lên cho mọi người thấy rõ nha. Trái, ơi là trái luôn mọi người. Quá trời trái luôn nè. Trời ơi. Không biết hái trái nào. Cái này đi. Wow. Okay, we pick Fuji. For what? Huh? Why? You like Fuji or not? I like apples. These are better for eating, just eating apples. Those ones are for like baking apples, like apples. Okay. Also. Okay. Mm-hmm. Mm-hmm. Can fit in another kilo. Oh. Tổ chim này. Bird. Bird nest. Bird nest, honey. Push him down. Oh no. Push him down. Kill the baby. Đây có tổ chim nhưng mà không thấy con chim. Không thấy con chim, chỉ thấy tổ chim thôi. Đấy, mình hái cái này nha. Wow. Mm. One more. Cái trái nó chỉ có một cỡ thôi mọi người. Không thấy trái nào to đặc biệt mà. Cũng không thấy nào nhỏ đặc biệt hết.
Nó có một cỏ. Ô, chưa 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 chưa. Look at all the apples on that tree. Oh my god. Woo, thumbnail here. Wow, look. Ôi mọi người ơi, cái cây này nhiều thế. Cây này không ai hái hay sao á? Thumbnail, thumbnail. Thumbnail, thumbnail. Thumbnail. I'm gonna just grab different spots so you can choose what you want. Cái này sao không ai hái ha? Nhìn giống trái đào tiên quá. Giống như con khỉ tôm ngộ không. Giống như tôm ngộ không lạc vào rừng đào vậy. Trời luôn á mọi người. Ê, ăn cái này đi. Đầy rồi. Nó mềm lắm. Tơi xốp. Ngồi để ăn luôn ha. Chồng mình hái đằng kia kìa. Coi mấy trái nấp lùm coi. Trái nào ngon không? Okay, hey Dad. What are they? Yeah, let's stop.
restricted. Hard white, like, you know what I mean? They don't look as shiny as they usually do. I know, is that a good apple? That's why I like sweet and good. Is it too old? Too old? Yeah. Pick some of them not so old. I think this has warm. Where? I get rid of it. You're so tough, huh? Tough. Trái nào cũng muốn hái hết trơn á. Trái nào mình cũng muốn hái mọi người à. Giờ chẳng lẽ hái hết cả vườn. Wow. Ok. You want to feel how heavy? I don't know. Okay. Good. Cái này ngon nè. Yes. One more. Feel how heavy? Grab a handle. Oh. Wow, so heavy. Okay. Okay, I think we got all of them. Yeah. Maybe we put one more. Mm-hmm. And then I'll put them in my backpack. One more, huh? Bỏ vô ba lô nha. Để mang. Mang cho nó dễ. Đấy. Đó, bọn mình đã thu hoạch một đống táo rồi. Không biết bao nhiêu ký nữa. Nice. Good. Okay, honey. Yeah, it's look good. I'll just carry your sweater. So. Ăn thêm một quả nữa đi. Đứng cho nó ăn cho nó mát mát ha. Nó nhiều trái. Ăn chỗ nào? À, đằng kia. Ngồi hướng này ăn hả?
Thằng bé đang lấy đồ ăn trong cái hộp đó mọi người, xong rồi sẽ bỏ vào cái rầm rập, xong rồi cho con dê đứng ở trên kia nó ăn kìa. Nhìn thông minh không? À, dê đang chờ đồ ăn lên đó. Đó, đồ ăn đang lên nè mọi người. Đây, vận chuyển đồ ăn nè, trợ cấp. Anh chờ đồ ăn kìa. Farm market. Đây bé mấy cục xà bông nè. Vô đây thơm quá. Đào hả? Đào ngâm á.
đồ chơi cho trẻ em. Bắp. Thơm mùi bánh quá. Wow. Trời ớt to thế. Bánh này sao ăn ta? Ây da. Bí đẹp không? Okay. Bị bán không? Đông quá. Cái gì đây? Ồ, bánh nè. Ok. Chào mọi người. Sau một hồi thì mình hái xong rồi. Cái túi này nhìn nó nhỏ vậy á, nhưng mà hái nhiều táo lắm. Xong rồi cái mình phải bỏ vào ba lô để mang đi cho dễ, tại vì nó nặng quá. Túi sách thì nó mỏi tay, cho nên là phải bỏ vào ba lô mang cho dễ nè. Hái được một mớ luôn. Chắc khoảng 10kg á ha. Không biết nhiêu nữa, chắc khoảng 10kg á. Rồi mình xin dừng video tại đây nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Bye bye.